Canada bị trừ 6 điểm vì dùng drone do thám đối thủ tại Olympic. Tuyển nữ Canada bị FIFA trừ 6 điểm, phạt tiền. Huấn luyện viên trưởng Beverly Edman bị cấm tham gia bóng đá 1 năm sau bê bối do thám buổi tập của New Zealand, đối thủ tại bảng A bóng đá nữ Olympic Paris 2024. Canada thắng New Zealand 2-1 ở lượt mở màn, nhưng theo án phạt của FIFA, điểm số hiện tại của họ là 3. Điều này khiến đại diện Bắc Mỹ nguy cơ bị loại từ vòng bảng và không thể bảo vệ ngôi huy chương vàng. Ở hai lượt còn lại, Canada lần lượt gặp Pháp hôm nay 28 tháng 7 và Colombia 31/7. Trong khi đó, Griezmann, người từng làm trợ lý cho cựu hậu vệ Man UTD Phil Nevin tại tuyển nữ Anh trước khi tiếp quản Canada vào năm 2020, bị cấm tham gia bất kỳ hoạt động nào liên quan đến bóng đá trong 12 tháng. Hai trợ lý của Griezmann có liên quan đến vụ án, chuyên gia phân tích Joseph Lombardi cùng trợ lý huấn luyện viên Jasmine Mender cũng bị đình chỉ trong một năm. FIFA thông báo các án phạt, trong đó có khoản tiền 226.000 đô la Mỹ vì Canada vi phạm lệnh cấm sử dụng máy bay không người lái, drone, trên bất kỳ địa điểm tập luyện nào. David Somemker, giám đốc điều hành Ủy ban Olympic Canada, COC, thông báo đang xem xét các phương án và nhiều khả năng sẽ kháng cáo lên Tòa trọng tài thể thao, CAS. Giám đốc điều hành Liên đoàn bóng đá Canada, Canada Soccer, Kevin Blue cũng cho rằng những án phạt của FIFA là quá mức vì những người liên quan không tham gia vào bất kỳ hành vi phi đạo đức nào. Sự việc có khả năng sẽ được đưa ra Tòa án Olympic đặc biệt trực thuộc Tòa trọng tài thể thao tại Paris. Tòa án này được thành lập để tiến hành các phiên điều trần và phán quyết khẩn cấp tại Thế vận hội, như việc tuyển Canada phải chịu hình phạt nặng tại Paris 2024. Theo ESPN, việc trừ 6 điểm là chưa có tiền lệ trong một giải đấu quốc tế. Ủy ban Olympic New Zealand, NZOC, cho biết buổi tập của đội ngày 22 tháng 7 bị gián đoạn bởi chiếc drone của Canada và đã trình báo sự việc lên đơn vị liêm chính của Ủy ban Olympic Quốc tế, IOC. Sau đó, phía Canada rà soát lại sự việc và trục xuất chuyên gia phân tích Joseph Lombardi cùng trợ lý huấn luyện viên Jasmine Mender khỏi đoàn thể thao nước này dự Thế vận hội Paris 2024. Mender và Lombardi đều có tên trong danh sách ban huấn luyện gồm 6 thành viên của đội nữ Canada tại Thế vận hội. Lombardi, người được COC gọi là nhà phân tích không chính thức, làm việc trực tiếp với Mender. Huấn luyện viên trưởng Griezmann cũng xin lỗi và không dẫn dắt đội ở trận mở màn gặp New Zealand và được thay thế bởi trợ lý Andy Spencer. Nếu Canada không kháng cáo thành công, Spencer sẽ tiếp tục dẫn dắt đội trong phần còn lại của Paris 2024. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.